Hình như mua lại mình cũng đây. Mọi người là giờ mở nổi không? Nổi không mọi người? Hồi nãy mở ra con nhiều gì. Nhưng mà giờ mình sẽ dẫn nó đi thùng rác nha. Mình thử mở này trước nha. Ồ, con này. Bên đây. Rồi. Ê, trong đất cơ. Nè, chuẩn bị lấy nè. Trời ơi. Đúng là. Rồi lấy hết rồi đó. Lấy hết rồi đó mọi người, lấy hết rồi đó. Tiêu. Chỉ cần 2 cái. Ừa. Con này để trên cái nhà mới được nè mọi người. Chứ mình thấy nó bất ổn quá. Nhà tới cái này nữa nè. Rồi đó, thấy nữa đó. Thấy hoài luôn. Rồi vô hết nha. Rồi xin mời bạn vô ghét. Rồi chứ. Nó cũng tự thu thò hồi vậy, không cần nữa. Mình sẽ chùa lại cái này nha. Cái này được. Thấy cái màu sao lấp lánh nữa nè. Thấy rồi đó. Một cái này rất xinh. Một ít chuột sang chảnh. Ủa cái gì đây? Màu cá quân sự nè. Cái đột mắt. Con cá đang yêu. Một cái thư. Ui, ba ly. Ly để tó nè. Cắt luôn á. Không nói cũng biết nữa. Đó. Nói là biết liền luôn á. Ba ly để tó. Rồi, chảo ngon. Đi chung rác hết nha, nó tự hôn hồi rồi. Mình để vô lại mình để hết rồi được. Đi đây. Không biết là gì cả, phải mở ra mấy chiếc. Ô, là một cái cắp trà, tính phải lấy về trên chiếc nhà. Một sổ con nhiều, con nhiều. Cái bóp này mọi người, cái bóp xinh quá. Wow. Thật là wow. Này mới cặp đôi bọn vừa. Hồi như tôi giỏi gì nhẹ nhẹ. Tay chút đá thì giờ phải. Còn cái này. Thận vô chút nha. Lấy gì lấy chút đi. Và tính gì cái tính sao ha. Ý hai bộ này dễ thương nè. Ê, đừng bắt thủ nha. Có ép nè mọi người, dễ thương. Lấy về. Ơ. Có ép này. Rồi chịu về đấy. À, cháu dễ thương quá à. Lấy về. Lấy luôn. Thế cái nào ấy? Rồi, lấy đi. Ghê quá. Thôi mà đừng có cho hắn cái đấy. Cái này để riêng nha, cái này để riêng nha, cái này để riêng. Cái này để riêng, cái này cầm tay khác nha. Cái mèo này. Không, cái mèo này ở đây đi. Cái đó cũng xinh. Để đợi thử. Không. Quá đã. Quá trời rồi. Nè cái này nè. Cái này là đó báo thủ dữ lắm nè. Đó báo thủ dữ lắm mới lấy mấy này nè.
mà giờ lấy thấy được ghê á. Em không thể vừa nó tính rồi nó vô đây nằm luôn rồi đó. Em cho cái này để chung với nhau để ghi chú xuống kiếm nha. Ừ, mấy cái này đẹp nè, em lấy cái này. Cái trang này đẹp nè, em lấy cái trang. À, ok. Sao tôi lấy cái trắng? Trang như em nhìn lúc mắt mạng không nói luôn á trời. Không lấy cái trang mà khó ghê luôn á. Ủa ok. Thôi mệt nha. Mệt nha. Không thích cái đâu nha. Hồi nào lấy được cái kia thì lấy cái du hấu này. Trời ơi, cái du hấu nè. Chân chua lắm. Luôn mà nó đẹp mọi người. Đẹp rạng ngời. Bây giờ tới cái du hấu mình phải thử. Cũng đẹp, thôi đem về chân. Đáng lẽ là mình phải lấy hết mấy cái này từ đầu rồi đó. Nữa nè. Cái áo của chị hư quá. Cái đã. Mấy con này không còn nữa nha mọi người. Còn mấy con này để ăn hay để gì vậy ta? Con thử con coi. Cái đại nha. Con này đi. Không ăn được nha. Cái này là đồ để đẹp nha. Rồi sẽ lấy về. Trời ơi. Bất lực. Bất lực nha. Bất lực quá. À, bé không có. Cái người lớn à. Rồi đi nha. Cái này nữa nè. Cái này cực thiết lắm nè. Cái này cũng đẹp. Cái này cũng đẹp. Ủa mình lột cá rồi hả? Cái này mới chanh. Oh wow. Mình đi lộn trái thành cái kia nhá. Có còn không? Cái này không còn nha. Cái này còn nè nè nè. Cái này quan trọng nè. Có cái này mới đẹp. Sản phẩm bếp mà có cái đó là tuyệt vời. Ồ thấy rồi nha. Đừng có tưởng không thấy nha. Ủa làm ơi. Ôi la mãi đỉnh. Trời đã thích cái la này ghê ghê luôn á. Giờ cũng thích nè. Giờ cũng phải lấy về thôi. Cái hải tặc này có con cá nè mọi người. Cũng có té nhưng mà không biết có năng đổi không. Mà lấy về đi là tính gì tính. Rồi thấy rồi đó. Lấy một cá này giờ nha mọi người. Ồ. Gì đây? Quèo, nhưng mình không cần nha. Con này được. Úi, con này có xe này. Đấy nha.
đây 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 cái này nữa, cái này nữa. Rồi lấy nhiêu đây thôi. Rồi tính gì? Ô, cái gì dễ thương. Ô, con này được nè, con này hết trên TikTok nhiều nè. Con này thì còn, cái này cũng cần cần. Con này ăn gì nó chuyển màu. Tiệm gì đó cho nó ăn đi. Đây. Ăn đi. Ủa không chuyển màu. Ủa nó chuyển màu thành màu đen rồi mọi người. Rồi thế gì. Nó khác lẻ đi. Lấy cái này nha. Đây cái này đẹp nè. Rồi ok. Lấy như đây chút nha. Ờ có phải là nhiều quá mọi người. Không biết nhà có đủ chỗ rộng không. Giờ mình sẽ thoát ra đây. Thôi thì cũng bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video sau. Mình nhớ subscribe cho mình và kênh nha mọi người.